Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay thì giờ tiếp tục ghé lại vườn của chị Diệu Huy, giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới. Khá là nhiều cây bonsai đẹp, duyên dáng, dễ thương hết quý chú. Thì con mời quý chú cùng bước vào bên trong gặp lại chị Diệu Huy để mình giao lưu chi tiết hơn. Hôm nay con thấy cũng có nhiều mặt hàng quen thuộc. Rồi cây ăn trái cũng có luôn, ổi, rồi linh sam, mai chứa thủy, sam trái, me. Đặc biệt có mấy cây cần thân của chú, cần thân hồng, lá rất là đẹp luôn của chú, lát nữa của chú xem kỹ ha. Đó. Đó, đặc biệt có cây thần kỳ lùng lực dễ thương lắm của chú ơi. Rồi em chào chị Huy ơi. Dạ em chào anh Khánh, em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ạ. À, hôm nay Bonsai Huy Hoàng nhà em tiếp tục giao lưu cùng quý cô chú anh chị ha. Hôm nay em có một số loại cây bonsai thuần chậu, một người bưng bê được nghe cô chú anh chị. Như là thần kỳ nè, rồi linh sam nè, rồi mai chứa thủy nè, rồi sâm trái nha, rồi cần thăng nữa. Cũng đa dạng mặt hàng để cho cô chú anh chị lựa chọn lắm. Số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ với em là 0939081082, em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ. Dạ đó, đây để em giới thiệu cây đầu clip của nhà em ngày hôm nay cho cô chú anh chị gõ ha. Đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị một cây thần kỳ nè cô chú anh chị. Đó, cây này là đang thuần chậu lâu dữ lắm luôn rồi. Đang có bông nhiều lắm nè cô chú anh chị. Đây, bông đây nè. Đang có bông đây. Đó, nhiều chỗ lắm anh. Về nhà mình là nó sẽ bắt đầu có trái nha cô chú anh chị. Đó, cây này thuần chậu nha, khỏe mạnh. Đang ra lọc với hoa nhiều lắm. Em xin được phép đo thông số nha. Bông chùm chùm vậy đó hả cô chú? Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 35 ạ. Gốc là đẹp lắm cô chú ơi, lùng lực. Cái tán dài của cô chú anh chị là được 65 nè cô chú anh chị. Tay cành tròn đều. Nguyên một cái nồi đế nha. Em xin phép lo cái nồi đế đây là được 59 đó cô chú anh chị. Còn cái hoành thân ngay chỗ này ha. Dạ hoành thân ngay chỗ này là được 22 à. Cốt cành lớn nè cô chú anh chị. Rồi cốt lớn nha, mịn tàn ha. Lùng lực bonsai nè. Cái này là về cô chú anh chị sang chậu cũng được, không sang thì mình để cái chậu xi măng này mình chơi luôn cũng được nữa nè cô chú anh chị. Cây nó đã thuần chậu rồi nên mình yên tâm mình trồng nha cô chú anh chị. Đang bông đang hoa nhiều lắm. Cây thần kỳ mình ăn vô làm thay đổi vị giác của mình đó cô chú anh chị. Mình ăn chanh nó cũng ngọt nữa ạ. Rồi mã này mã 1R nha cô chú anh chị. Cây thần kỳ này em giao lưu đến cô chú anh chị với giá 2.200.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Chậu này là chậu xi măng em ship luôn cho cô chú anh chị đi nghe cô chú anh chị. 2.200.000 ạ. Dạ. Rồi. Gốc đẹp lắm chú, lùng lực ha. Củ đế tròn xe luôn. Cây này đẹp cô chú anh chị ơi, không có lỗi lầm khuyết điểm gì hết trơn. Cái hoa nó nè, hoa nó ra nhiều nhiều chỗ lắm đây nè. Nhiều hoa. Hoa nó chùm chùm luôn. Mã 1R nha, 2.200.000 một cây thần kỳ ạ. Dạ. Rồi, đổi giúp em. Rồi luôn. Em đổi cây luôn đó cô chú anh chị. Em lên mã 2R nè, 2R một cây linh sam nữa nè cô chú anh chị. Cái này là linh sam ha. Linh sam song hình nè cô chú anh chị mà được nuôi cây là sắc đế nè ha cô chú anh chị. Rồi cốt á là nuôi cắt giật nha. Đó, dạ. Nuôi cắt giật mấy nhịp luôn rồi đó cô chú anh chị. Rồi, em xin được phép đo thông số nha. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 19 nè cô chú anh chị. Cái tán dài em đo qua đây là được 43 ha. Rồi hoành thân nè cô chú anh chị. Dạ hoành thân là được 21. Để em đo cái đường kính của cái phần đế sáp em báo với cô chú anh chị nha. Đường kính của phần đế sáp em đo được 41 đó cô chú anh chị. Rồi cái phần đế đều hết trơn nè. Đó, mặt nào cũng có đế nha. Rồi cái cốt thì lớn hơn hướng tay cái của em nữa. Em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được tổng quát cái cây bên trong nè. Cốt cành lớn như thế này đây nha. Đó, mịn tàn luôn. Nuôi cắt giật nhiều nhịp lắm luôn á cô chú anh chị, tháo ra rồi cắt rồi nuôi lại ha. Đó. Rồi, bây giờ là nó đã lên chậu hoàn thiện rồi, về cô chú anh chị chỉ cần tưới nước là chơi thôi. Thì linh sam là rất là dễ trồng. Càng nuôi lâu cây nó giá trị càng cao nha cô chú anh chị. Thì mã này mã 2R ha. Cây linh sam này em giao lưu đến cô chú anh chị với giá là 2.100.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Chậu là em ship luôn cho cô chú anh chị ha. 2.100.000 ạ. 2.100.000 thôi chú ơi. Cây sam này rất là đẹp chú. Đế thì rất là lực luôn, đế lực mà đế sắp nữa, chọn xe luôn. Rồi đổi giúp em. Rồi em ha. Xin phép đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 3R. 3R em có một cây me thái nè cô chú anh chị. Đó, cây me thái này là me thái nha, me đọt đỏ ha. Thì cây này cho trái ngọt nha cô chú anh chị. Em sẽ đo thông số rồi em báo với cô chú anh chị ha. Cây một cây dáng đổ của em chậu à. Rồi cây có chiều cao lên đây là được 27 nè cô chú anh chị. Rồi tổng cái tán dài em đo từ đây là ở đây đi cô chú anh chị được 80 ha. Tổng tán dài được 80. Còn cái tán ngang là được 43 cô chú anh chị. Đây, cây này gốc cũng to luôn cô chú anh chị ơi. Thân to.
Dạ, hoành thân em đo được 26 cô chú anh chị. Còn cái phần đế nè, em sẽ kéo thước cho em đo cái đế đây là được 51 nha. Cái đường thân nó to, đường thân to mà duyên dáng lắc lượng luôn đó cô chú anh chị. Rồi gốc thì đổ ôm chậu nè, mịn tàn dữ lắm, cốt cơ lớn nha. Một cây me thái ha, rất là mịn tàn luôn. Em nghiêng cái phần tàn ở trước cho cô chú anh chị tham khảo nè. Đó, không có bị lỗi lầm khuyết điểm gì hết nha cô chú anh chị, rất là liền lạc luôn. Mã này mã 3R ha. Cây me này em giao lưu đến cô chú anh chị với giá là 2,2 triệu. Em bao ship cho cô chú anh chị nha. Chậu là em ship luôn cho cô chú anh chị luôn á. 2,2 triệu nha. Chậu là ship luôn, ship cả cây cả chậu luôn có 2,2 triệu. Cây này em đóng cái kiện để em gửi đến cô chú anh chị nè. Thì nhiều cây me lắm, cô chú anh chị thấy được một cây me mà dáng đổ mà mịn tàn như thế này đây là cũng khó tìm nha cô chú anh chị. Đó, dạ. Có 2,2 triệu thôi ạ. 2,2 triệu thôi chú ạ. Dạ rồi, đổi luôn. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 4R ha. 4R tiếp tục em có một cây mai chứa thủy nu da đen nữa nè cô chú anh chị. Hồi cây này thì cái thân là nó nu nút từ gốc lên tới ngọn luôn. Đặc biệt là mặt cắt nó lạnh luôn rồi cô chú anh chị ơi. Cây này được nuôi lâu dữ lắm luôn rồi ha. Đang hoa nữa ạ. À. Rồi em xin được phép đo thông số luôn. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 70 á cô chú anh chị. Chiều cao 70. Rồi cái tán dài em đo từ đây qua đây là được 57 ạ. Đó, tán dài 57 nha. Cái thân nu như thế này đây là được 26 cô chú anh chị. Rồi cái phần đế nè, phần đế là được 100 cô chú anh chị. 100 ha. Rồi cái thân nó già quá, già luôn nè cô chú anh chị. Thân nó nu cục luôn. Còn phần cốt lớn nè, ở đây là không còn kẽm nữa nè. Đó, đã tháo kẽm ra rồi, rất là mịn tàn luôn. Không có mặt cắt nghe cô chú anh chị. Mặt cắt nè, có một chút trên đây mà nó lành luôn rồi. Đó, nên là nó gọi có thể là liền sẹo nha. Vậy cô chú anh chị chỉ cần sang chậu chăm nước là chơi thôi. Đang ôm nụ có bông rất là nhiều. Rồi mã này mã 4R ha. Cây mai chiếu thủy này em giao lưu đến cô chú anh chị với giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu em bao ship cho cô chú anh chị ha. Đó, cái chậu này em để demo thôi. Em bó bầu ở trong đây nè, rồi em đóng cái kiện em gửi đến cô chú anh chị ha. 2,5 triệu. Cây mai chiếu thủy rất là già luôn cô chú anh chị. Có đế luôn, thân dáng cực, cốt lớn, không còn kẽm luôn. Giờ chỉ cần sang chậu là chăm nước ngắm hoa. Đó. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Cái nào mà không gọi thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi ha. Để em cung cấp hình ảnh thêm cho cô chú anh chị. Em đổi sang mã 5R nè cô chú anh chị. 5R em có cần thân á cô chú anh chị. Cây cần thân này là phải nói là nó rất là già luôn á. Nuôi mấy năm rồi cô chú anh chị ơi. Tầm 5-6 năm á. Cây già dữ lắm luôn. Rồi để em đo thông số nha. Dạ. Cây có chiều cao lên đây là được 33 cô chú anh chị. Chiều đúng cao 33. Cái tán dại đây là được 46 nha cô chú anh chị. Cốt cạnh lớn hết trơn rồi. Cái lằn điểm dây này nè, về cô chú anh chị thấy mà khuyết khuyết vô là tháo ra luôn nha. Là mình có một cây cành thân thành phẩm rồi đó cô chú anh chị. Không có cặn điểm nữa đâu. Rồi cái phần cũ em đo ở đây là được 35 nè. Cái phần thân ở đây là được 15 nha cô chú anh chị. Cây già nó lên móc luôn, giống như là thân me với chắp da me luôn cô chú anh chị. Đây, cốt cành lớn bằng ngón tay của em nè. Đó. Rồi, có một cái mặt cắt duy nhất ngay chỗ này nè cô chú anh chị mà nó sạnh nó cứng luôn rồi. Mã này mã 5R nha cô chú anh chị. Cây cần thân này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1 triệu đồng em bao ship nha cô chú anh chị. Cây này chỉ thiếu cái chậu thôi á, về cô chú anh chị mua cái chậu hình chữ nhật á. Rồi cô chú anh chị sang vô nha, rất là duyên cây luôn á. Thì già là em bao độ già với mình luôn. Cần thân là mình chơi phong thủy nè, cần cù thân tiến ha. Có 1 triệu đồng em bao ship mã 5R, một cây cần thân. Dạ, rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 6R nè cô chú anh chị. 6R em có một cây, cây này là cây mai chiếu thủy nu gò cong á cô chú anh chị. Mai chiếu thủy nu gò cong ha. Đó, cây này em lặt lá nè, em lặt lá để điểm thêm cái đọt ở trên đây nè. Nó có những chỗ thiếu ha, bây giờ nó đang ra lọc luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 32 á cô chú anh chị. Rồi cái tán dài đo từ mí này qua mí này là được 44 ha. Rồi em đo cái hoành thân ngay chỗ này đi cô chú anh chị. Rồi ngay đây nè, đo ngay đây là được 25 á cô chú anh chị. Còn cái phần đế nở ra nha, đế nở ra được 39 nha. Có một cái mặt cắt duy nhất trên đây mà nó kéo sắp lạnh luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nó giống như là lạnh luôn rồi, không có còn mặt cắt nữa nè. Một cái củ mai, một cái cây mai chiếu thủy rất là già luôn á, cốt lớn ở đây nè. Đó, mã này là mã 6R ha. Cây mai chiếu thủy này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 900 em bao ship cho cô chú anh chị. Chậu này là em ship luôn cho cô chú anh chị nha. Chậu xi măng.
cắt này bích luôn. Cái cây này nó nu lục cục lò hòn luôn. Cái này là nu gò công đó cô chú anh chị. Nu gò công chị ha. Dạ. Này rồi. Là 6 mã 6R ha. 900 ngàn em bao ship cả cây, cả chậu, cả tiền ship luôn á. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi em đổi cây luôn á cô chú anh chị. Em sang mã 7R. 7R có sâm trái nè cô chú anh chị. Có sâm trái này thì em đã vô chậu hoàn thiện cho cô chú anh chị rồi, về cứ để gì mà mình chăm nước thôi. Cây thì nó đang ra lọc non luôn. Cây có chiều cao lên đây là 25. Có tán dài ở đây là được 34 đó cô chú anh chị. Còn cái hoành thân ở đây là được 19 nha. Cây có cái phần đế ở đây là được 38 luôn ha. Thì cây sâm trái này là mình để trên bàn được nè, dễ bưng bê, một người bưng bê được ha. Thì nó có trái là lâu lắm mới tàn nha cô chú anh chị. Mã này mã 7R. Cây sâm trái này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1.1 triệu. Em bao ship cả cây cả chậu cho cô chú anh chị ha. 1.100.000 nè cô chú anh chị. Cả cây cả chậu luôn á. Dạ rồi, 1.100.000. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Đó, em sang mã 8R. Tiếp tục cũng là một cây sâm trái luôn. Đó, bữa nay em được 3 cây ha. Thì những cây sâm trái của ngày hôm nay là đã có trong chậu hoàn thiện hết rồi. Về chỉ chăm nước giúp em thôi. Em đo, em báo thông số luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Có cái tán dài từ đây qua đây là được 46 nha cô chú anh chị. Rồi cái hoành thân cây em đo lại đây ha. Từ đây qua đây là được 19 nè cô chú anh chị. Rồi cây có cái phần đế nha. Đế là được 29 nha. Cây già nè. Đường thân rất lượng, rất là mịn tàn luôn đó cô chú anh chị. Đây, em nghiêng cho mình nhìn cho rõ được cái phần bên trong cốt cành của cây nha. Đó, cây liền lạc, không có một lũa lỗi lầm gì hết. Rồi 8R cũng giá 1.100.000 luôn. Cô chú anh chị mua 2 cây thì em sẽ bớt lại cho mình 100.000 nha. Rồi giá đây là em đã bao ship. Rồi chậu là em ship luôn cho cô chú anh chị ha. Mã 8R 1.100.000 ạ. Dạ. Rồi. Rồi em đổi cây luôn đó cô chú anh chị. Em sang mã 9R. Tiếp tục là một cây sâm trái nữa. Đó thì cây này cũng là bao ship, bao chậu luôn. Đó thì đang có bông rất là nhiều luôn. Về nhà cô chú anh chị nó sẽ có trái ha. Cây này là đang ra lọc với hoa nhiều lắm. Cây có chiều cao lên đây là được 39 nè. Có cái tán dài đây là được 41 nha cô chú anh chị. Còn cái phần thân cây em đo ngay đây là được 14 cm ha. Thì cây này nó già mịn tàn lắm. Nè, chỗ nào nó cũng ra hoa nhiều lắm đó cô chú anh chị. Ra hoa rồi về nhà mình nó đậu trái. Hoa cũng nhiều chú ơi. Dạ. Hoa đang đẩy ra nhiều. Em nghiêng cho mình nhìn tổng quát được cái cây nè. Đó, không có bị lỗi lầm khuyết điểm gì trơn. Cái này là sâm trái xù của cô chú anh chị. Chỗ nào có mặt cắt là lại xù nhiều nữa. Rồi mã này là mã 9R nha. Cây này thì 800 em bao ship cho cô chú anh chị. Đó, chậu luôn nha cô chú anh chị. 800.000 à. Dạ, 800 thôi. Rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 10R. 10R em có một cây cần thân, em ghép với cần thân đọt hồng á cô chú anh chị. Thì những cây cần thân này về cô chú anh chị chỉ cần sang chậu giúp em thôi. Đó thì nó ra đọt rồi bắt đầu mình tỉa tỉa theo cái tàn có sẵn là mình chơi nha. Cây rất là liền lạc, không có lỗi lầm. Cây có chiều cao lên đây là 26, có tán dài là được 44 á cô chú anh chị. Rồi cái phần cũ em đo ngay đây là được 37 nha. Cái cổ đi. Rồi cái cổ ở trên đây nè cô chú anh chị là được 12 ha. Đó. Cần thân ghép với cần thân bớm hồng. Đó, đây rồi. Liền lạc không có lỗi lầm khuyết điểm gì hết trơn nha cô chú anh chị. Thì 700 mà cô chú anh chị, 700 em bao ship cho cô chú anh chị nha. 700.000 ạ. Dạ rồi, 700 thôi cô chú ơi. Lá rất là đẹp nha cô chú. Rồi em đổi cây luôn đó cô chú anh chị. Em sang mã 11R nè. Cũng là một cây cần thân nữa. Bữa nay em được một cặp nha. Có một cặp này thôi ha cô chú anh chị. Nào mà chưa có loại này thì mình chốt cái cặp này về mình làm giống cũng được nữa cô chú anh chị. Mình lấy bo mình làm giống ha. Rất là đẹp luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 27. Có tán dài đây là được 38 đó cô chú anh chị. Củ rất là to luôn nè. Rồi em đo cái phần củ nha. Em báo với cô chú anh chị là được 40 nè. Giót đọt ở đây thì có 16 thôi. Củ đặc rất là to luôn. Rồi cây này cũng 700 luôn đó cô chú anh chị. Đó, 700.000 mà mua một cặp là lại bớt thêm 100.000 nữa cô chú anh chị ơi. Mã 11R nha. Cần thân ghép với cần thân bớm hồng. Rất là đẹp luôn, đọt hồng đó. Đó, dạ 700.000 thôi ạ. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Cái nào không rõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi để em cung cấp hình ảnh cho cô chú anh chị rồi chốt cây ha. Tiếp theo mã 12R em có một cây kim quýt. Cây này là cây kim quýt green, em không có ghép gì hết trơn luôn. Cây rất là liền lạc luôn á cô chú anh chị, đang trái luôn ha. Cây có chiều cao lên đây là được 48. Có cái tán dài em đo từ đây qua đây là được 45 nè. Rồi cái hoành thân cây em đo ở đây là được 18 á cô chú anh chị. Rồi phần đế nha. Đế đây là được 51 nha.
kim quýt nguyên mà thân như thế này, đây là già nha, cây có đế dáng lắc nữa rất là đẹp luôn. Mã 12R, cây kim quýt này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1,3 triệu, em bao ship cả cây cả chậu. Đây trái đây nè cô chú anh chị ơi, trái nó còn sống nha. Dạ, trái còn nhiều. Sống, nó màu xanh nè. Đó, đây là trái ha. Thì về nhà mình là nó sẽ chín chuyển sang màu đỏ rồi đậm hơn nữa là mình có thể ăn được nha cô chú anh chị. Đó rồi, 12R 1,3 triệu em bao ship với cô chú anh chị, cây với chậu với tiền ship luôn. Nó mịn tàn như thế này đây, không có lỗi lầm khuyết điểm gì hết. Đó, kim quýt nha cô chú anh chị, cây rim 1,3 triệu em bao ship ạ. À, rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Đó, rồi em sang mã 13R, một cây ổi đó, cô chú anh chị, ổi tàu siêu trái nha. Đó, cây này thì nó đã thuần chậu lâu dữ lắm luôn rồi, được sửa thân ngay từ lúc nhỏ luôn, đường thân là lắc lượng nè, dáng lắc rồi nè. Rồi để em đo thông số em báo với cô chú anh chị đi. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 40, cái tán dài em đo từ đây qua đây là được 65 đó cô chú anh chị. Chiều dạ, cao 40, tán dài 65 nha. Cây này liền lạc, không có lỗi lầm khuyết điểm gì hết trơn. Hoành thân ở đây là được 18 nha cô chú anh chị. Còn cái phần đế đây là được 37 nha. Đường thân này cô chú anh chị tham khảo nha. Lắc như thế này đây nè, cây già cốt cành như thế này đây là mịn tàn nha, không có khuyết điểm gì trơn á. Nuôi một cây ổi mà được cái dàn tàn như thế này đã lâu rồi nè cô chú anh chị. Đặc biệt nó có bông nữa kìa, nó đang bông nữa cô chú anh chị. Bông là nó tự có nha, bông ngay chỗ này nè, nó đang ra lọc đang có bông. Rồi mã 13R ha, cây ổi này em giao lưu đến mình giá 1,1 triệu, em bao ship nha cô chú anh chị. Chậu là em không có ship, em xin được phép rút chậu bó bầu nha. Cây liền lạc hết trơn, rất là mịn tàn luôn, cốt lớn ha. Dạ, 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 14R, em có mai chiếu thủy nè cô chú anh chị. Cái này là lá trung nha, lá trung dáng thú. Cây này về cô chú anh chị sang chậu để trên bàn chơi nha. Nó cây nhỏ nhỏ mình để trên bàn nó có hoa, bàn uống trà nhà mình nha, cho nó có hoa nó thơm. Cây có chiều cao lên đây được 24, có tán dại đây là được 40 á cô chú anh chị, như một con thú luôn. Rồi hoành đế đây được 35 nha, hoành thân ở đây là được 11 nha. Rồi cây này có mặt cắt mà liền luôn. Hôm nay bán với cô chú anh chị 450 bao ship. Mã 14R nha, 450.000 em bao ship với cô chú anh chị. Cốt lớn mặt cắt liền luôn, dáng thú, chỉ thiếu cái chậu thôi đó cô chú anh chị. Rồi 450 ạ. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 15R cũng là một cây mai chiếu thủy luôn. Đó, cây này 450 luôn cô chú anh chị, mua 2 cây bớt cho cô chú anh chị 100.000 nha cô chú anh chị. Mua 2 cây em mới bớt 100.000 nha. Còn mua 1 cây thì mua đúng giá giúp em nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 27, có tán dài là được 39 đó cô chú anh chị. Mấy cây này là nó nhỏ nhưng mà mặt cắt là nó liền già cây lắm. Hoành thân ở đây là được 11 đó cô chú anh chị. Có đế ở đây là được 35 nha. Rồi 15R nha cô chú anh chị, 450.000 em bao ship luôn. Chậu là em không có ship, em xin được phép rút chậu bó bầu. Cây nó thuần gì nè cô chú anh chị. Đó, nó rất là già cây luôn nè, không có lỗi lầm xuất điểm gì hết trơn. Rồi 450, mã 15R, mai chiếu thủy lá chung ạ. Dạ rồi này. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 16R, một cây trang đỏ lá nhỏ ha. Đó, cây đang có hoa luôn, thần chậu. Mấy cây này về cô chú anh chị sang chậu vô nhỏ nhỏ, mình để trên bàn nha. Cây không có còn kẽm nữa, đặc biệt là rất là già cây. Cây có chiều cao lên đây là 21, có tán dại đây là được 31 đó cô chú anh chị. Đây, rồi cái hoành thân ở đây là được 12 nha. Có hôm nay còn có một cây một, em bán với cô chú anh chị 400.000 em bao ship nha. Mã 16R này cô chú anh chị, 400 bao ship. Cây trang đỏ lá nhỏ, thuần chậu, đang hoa liền lạc, không có lỗi lầm gì hết trơn. Rồi 400 bao ship hết cô chú anh chị. Cái chậu này em không có ship cho cô chú anh chị nha. Chậu này sắp bể rồi nè, chậu xi măng, để trong chậu lâu quá rồi. Em bó bầu đi về mình sang chậu giúp em nha, em gói cẩn thận lắm. Cây cô chú anh chị nhận nó vẫn xanh như thế này đây nè. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 17R ha. 17R em có một cây linh sam cô chú anh chị, linh sam siêu bông nè. Cây này là cây sữa thân nè. Đó, một cây linh sam siêu bông dáng sữa thân nha, cốt cành lớn nha. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Và có tán dại cô chú anh chị, tán dại em đo từ đây qua đây là được 70 nha. Này, rồi cây nó có kẽm cái đụng cái nó xê dịch đó cô chú anh chị. Em đo cái hoành thân nha. À, trước hết là đo cái phần, rồi dính ở đây luôn. Rồi, đo cái thân nha cô chú anh chị. Cái hoành thân ở đây là được 20 nè. Em kéo xếp xuống đây là nó ra cái củ đế đây là được 32 cô chú anh chị. Đó, rồi cốt lớn nè, mịn tàn nè, không có bị lũa mục gì hết trơn nha. Về chỉ cần sang chậu là mình chơi thôi cô chú anh chị. Nhìn cái cây nó rất là lực luôn nè.
Rồi hôm nay em bán với cô chú anh chị giá 850 ha, 850 ngàn. Em bao ship luôn, mã 17R nha. Một cây linh sam mà gốc to như thế này đây cho cô chú anh chị. Có cụ có đế luôn, cốt cũng lớn, nó tàn cũng mịn luôn. Có 850 mà bao ship luôn đó cô chú anh chị. Đó về chỉ cần sang chậu là mình chơi thôi. Muốn làm hoa thì cứ để lá già già rồi mình lặt lá rồi ra lọc là có bông hết cô chú anh chị. Rồi 17R 850 ngàn, linh sam siêu bông ạ. Rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 18R, một cây mai chứa thủy, một cụm rừng mai chứa thủy trung nu. Đó 18R cụm rừng mai chứa thủy trung nu ha. Cây này là về mình cứ tỉa theo cái tàn cái form này nè. Rồi cũng muốn làm hoa thì mình lặt lá khoảng 45 ngày sau có lọc có bông nha. Cây có chiều cao lên đây là được 54 đó cô chú anh chị. Còn cái tán dài em đo từ đây qua đây là được 57 nè. Tổng cái phần diện tích ở đây nha là được 75 đó cô chú anh chị. Thì tầm khoảng 20 cây á cô chú anh chị, lớn nhỏ nha. Cây rừng này nè khoảng 20 cây trung nu nè. Rồi mã 18R nha, 1 triệu đồng em bao ship với cô chú anh chị nha. Cả cây, cả chậu, cả tiền ship luôn. Thì mua hai mã thì em sẽ bớt lại cho cô chú anh chị 100 ngàn. Đó em đã vô chậu rồi, đắp riêu cho cô chú anh chị rồi. Giá 1 triệu em bao ship, mã 18R, cụm rừng, mai chứa hiệu trung nu ha. Dạ, yeah. Rồi. Rồi thì đây là mã cuối của bonsai Huy Hoàng nhà em hôm nay luôn. Em chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Rất mong nhận sự ủng hộ của cô chú anh chị trong clip này ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây dẫn clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Rồi, con cũng chào cô chú luôn. Chúc cô chú ngày mới nhiều sức khỏe ha. Cô chú xem kênh, ủng hộ kênh một like, một đăng ký, nhấn chuông thông báo để sớm cập nhật, theo dõi nhiều clip mới nhất trên kênh. Con xin chào và hẹn gặp lại.